thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Bên cạnh việc đấu tranh trực tiếp với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, huyện Đắk Tô đẩy mạnh công tác phòng ngừa, lấy phòng ngừa xã hội làm căn bản, nền tảng, trong đó có công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là trong trường học. Trong thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trong trường học có xu hướng gia tăng. Riêng năm 2023 phát hiện 6 vụ có liên quan đến người chưa thành niên. Do đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là trong khối trường học. Sau gần 1 tháng triển khai, lực lượng công an các xã thị trấn trên địa bàn tổ chức 9 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị trường học, với sự tham gia của gần 4.000 cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, trong đó tập trung vào các nội dung như luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, luật an ninh mạng, tệ nạn xã hội trong học đường, phòng chống HIV/AIDS. Các nội dung tuyên truyền được đổi mới theo hướng ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, sát thực và sinh động. Qua đó góp phần giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật vì mục tiêu phát triển toàn diện.